Bạn trả lời nè. Hôm trước ta học bài gì nhỉ? Bạn nào trả lời được? Hôm trước ta học bài gì? Cô mời bạn Linh Chi nè. Dạ, thưa cô, là bài mù khai trường. À, bạn nào có ý kiến bổ sung không nhỉ? Tiết này là tiết thứ ba, tiết thứ hai ta học tiết gì nhỉ? Cô mời bạn đầu với Minh Anh nào. Dạ, thưa cô, là bài tập bật nhạc số 1. À, chính xác, đúng rồi. Bạn Minh Anh nhớ rất là giỏi ha. Và các bạn cũng phải nhớ rằng là khi mà ngày mai học môn gì, đêm nay, chiều nay là phải chuẩn bị rồi ha. Chuẩn bị xem ngày mai mình học môn gì và học đến bài nào rồi. Người ta phải ôn bài trước nữa chứ, đúng không? Và để mà cứ quên như vậy là cần phải xem lại nha bạn. Hồi nãy bạn đầu tiên là trả lời chưa được chính xác lắm đó nha. Phải lưu ý như vậy. Rồi, bây giờ các bạn quan sát lên màn hình. Bài tập đọc nhạc số 1, đúng chưa? Rồi, bây giờ bạn nào có thể đọc lại tên nốt của bài tập đọc nhạc số 1 nào? Bạn nào đọc được? Bạn nào Ngọc Bảo ơi, tắt mic nha. Ngọc Bảo tắt mic nào. Không có bật mic lên. Khi nào tương tác với cô mới bật. Cô mời bạn Lê Hồ Trúc Quỳnh đọc tên nốt nào. Dạ thưa cô, là nốt đồng. Tiếp. Đọc tiếp Mi. nào. Mi. Ba. Con. Con. Ba. Sao này gì đấy? Chị đây em. Đó chị đấy, có chị đây. Bạn Trúc Quỳnh đọc mới có đến nốt la đúng không? Trúc Quỳnh có đọc tiếp được nữa không? Dạ được cô. Đọc tiếp nào. Con. Sa. Mi. Lê. Chị Mi. đây. Đọc to lên một tí nào. Tiếp theo. Đó chị đây. Tốt đồ. Tiếp. Đọc đấy. Nhanh một chút. Đó gì đây nhỉ, đọc lại nè. Con. Ba. Pha hay là la? Ba cô. Son là giữa dòng hai, son thì lên gì nào? Đồ re mi fa son thì lên gì? Gì nè? Rất la nhá. Rồi, có cảm ơn bạn Trúc Quỳnh. Bạn Trúc Quỳnh cũng đọc được rất là nhiều nốt ha. Rồi, bạn Trúc Quỳnh cũng được điểm nè. Rồi, bây giờ có bạn khác đọc được không? Trúc Quỳnh. Rồi, bạn khác đi. Quay đi quay lại có mấy người từ hồi giờ ha? Bạn Đức Duy nào? Đức Duy đọc cả bài, đọc cho tôi chạy nha, đọc lại nè, từ đầu này. Đồ. Rê. Mi. Mi. Ba. Son. Son. La. Son. Ba. Mi. Rê. Mi. Đồ. Rê. Mi. Mi. Ba. Son. Son. La. Son. Ba. Mi.
Đồ. À đúng rồi. À bạn Duy Võng nhỉ? Hồi nãy là bạn gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Có quên rồi. Dạ con tên Duy cô. Cái gì Duy? Dạ Nguyễn Đức Duy. Duy rồi, Đức Duy, lớp này có mấy Duy mà đúng không? À có phải cho cái đúng không có là sai tên à. Rồi cảm ơn bạn Duy. À, được hai bạn đọc rồi, bây giờ bạn nào đọc? À vừa đúng cao đồ, vừa đúng trường đồ, đúng nhịp luôn nào. Đồ re mi mi fa son thì như thế, bạn nào đọc được không? Mời một bạn đi. À có mời bạn Bích Diệp nào. Bích Pha à, đọc lại nha Diệp ơi, đọc nốt đầu tiên này con này, nốt gì đây? dạ đồ Tiếp. re mi mi Nhanh lên. pha son son Rồi, son. con tự đọc trôi chảy là cô không chỉ nữa nè. À, tự đọc nào, hai một. Đồ re mê mê pha sa sa re. Rồi, cô cảm ơn bạn Diệp nào. Bạn Diệp cũng đọc được một số nốt, như bạn nào đọc như cô nói hồi nãy, tức là đọc vừa đúng cao đồ, vừa đúng nhịp, đúng trường đồ, là đúng tiết tấu của nó nè. À, bạn thử coi nha. Bạn Thảo Uyên nào. Thảo Đồ re mi mi fa son son la son fa mi re mi. Đồ re mi mi fa son la son fa mi re đồ. À, bạn Thảo Uyên đọc rất là đúng nhịp. À, chỉ có cao đồ hơi hơi chênh những cái nốt mi ở cái câu 1 này một tí thôi đúng không? À, về cả lớp cho tất cả các bạn hồi nãy nhờ một tràng pháo tay nào, rất là giỏi ha. Các bạn nào cũng tích cực như vậy rất là tốt. Bạn nào cũng được điểm hết. Rồi, bạn vừa rồi là bạn Thảo Thảo Uyên đúng không nhỉ? Rồi, có điểm luôn nè. À, rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe lại nha. Chú ý nào. Bây giờ các em đọc cùng cô với nhạc đềm nhé. Lần hai các em tự đọc nhé. Đọc xong này à, và cũng vừa nghe nhạc để tự đọc. Bây giờ bạn nào đọc lại một lần nữa nào. Thật hay, thật trôi chảy nào. Bạn nào đọc được? Có mời bạn Minh Anh nào. Ha, Minh Anh đọc vừa đúng nhịp à,
vừa đúng nốt, đúng cao độ trường đồ luôn. À, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Cả lớp cho bạn Minh Anh một tràng pháo tay đi. À, nghe nhạc xong đọc và trôi chảy và đọc hay nữa chứ. À, rồi bây giờ các bạn sẽ trả lời câu hỏi này nha, lấy điểm luôn nha. Có bạn nào khác hơn nữa, quay đi quay lại có mấy người này có điểm nhiều lắm luôn. À, những người khác thì không chịu xung phong, tí là cô chỉ định nè. Bây giờ cô hỏi một câu nè. Bài tập độc nhạc số 1 cao đồ gồm những nốt gì? À, cao đồ nha. Cao đồ là tên nốt, vậy trong bài này gồm những nốt gì đây? Hôm trước cô nói rồi. Cô mời bạn, bạn nào là một tí đi. À, bạn Ngọc Bảo á. Ngọc Bảo không có điểm gì nhỉ? Ngọc Bảo không có điểm rồi. Người nào đi người khác ấy. Rồi, người nào không giơ tay cô mới hỏi này. Mai Phương hôm kia không có điểm rồi. Rồi, bây giờ cô mời bạn Lê Quang Dũng nào. Cao độ của bài này gồm những nốt gì Dũng ơi? Quang Dũng ơi. À, cao độ của bài này gồm những nốt gì? Đô là gì nữa? Rê, đúng rồi, gì nữa? Mi, pa, gì nữa? Son, son, đúng rồi, gì nữa? La, đúng rồi, đó là cao đồ ha. Có đồ rê, mi, pha, son, la. Không có si, không có đố cao ha. Không có nút đô cao mà chỉ có đô thấp thôi và đúng nút la, đúng không? À, rồi trường đồ gồm những nốt gì nào? Bạn à, có biết không? Dũng có biết luôn không? Hay là bạn khác đấy? Dũng trả lời cao đồ đúng rồi, Dũng có trả lời trường đồ không? Trường đồ là hình nốt. À, hình nốt. Bạn này hồi nãy là Quang Dũng nè. À, Quang Dũng được điểm luôn. Rồi bạn Dũng không trả lời được trường đồ, bây giờ bạn khác. Chỉ định bạn khác nhá. Những bạn giơ tay là những ô bạn Hoàng Khang đi, Hoàng Khang hôm nay mới thấy xuất hiện này. À, có mời bạn Hoàng Khang nào. Trường đồ gồm những nốt gì? Một, ok. Hoàng Khang ơi, bật mic lên trả lời đi con. Hoàng Khang à, em giơ tay kìa. Dạ, cô là gồm những nốt tiên trắng. Và dấu gì nhỉ? Dấu lẳng đen ha. Ờ à, đúng rồi, bạn Khang cũng rất là giỏi rồi ha. Bạn Khang cũng được điểm luôn nè. Bạn Hoàng Khang rồi. Cô không biết cho chỗ nào nữa, giấy kín hết rồi, cô phải lật sang trang khác rồi nè. Ờ à, lớp này rất là nhiều điểm, rất là tích cực. Rồi, về là các bạn nhớ cho cô này, cao đồ là tên nốt, còn trường đồ là hình nốt. Trường đồ trong bài này còn có nốt đen, nốt trắng và dấu lẳng đen, đúng không? À, dấu lẳng đen là ký hiệu tạm ngừng nghỉ của âm thanh. À, tuy không có vang lên âm thanh khi ta hát, ta đàn, ta không có thực hiện nó, nhưng mà ta vẫn phải giữ nhịp bằng cách là đánh nhịp, dẫm nhịp hoặc là gõ nhịp và để giữ nhịp. Còn mà cái các cái nốt khác thì ta vẫn đọc, vẫn hát, vẫn đàn bình thường ha. Đó là về cái ký hiệu dấu lặng. Rồi, cái cao đồ trường đồ cô vừa nói xong và các bạn cũng đã trả lời đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục các bạn nha. Đó là cái bài hôm trước, bây giờ ta chuyển sang cái bài mới. À, đó là chủ đề 1, vui bước đến trường. À, chủ đề này nhưng mà là tiết thứ 3. Hôm trước ta cô nói từ đầu rồi, tức là chủ đề này gồm có 4 tiết. À, tiết này là tiết thứ 3. Đây, các bạn ghi cho cô cái tựa bài để ta nhớ người ta học đến tiết nào rồi nè. Tiết 3, nhạc cụ tiết tấu, bài thực hành số 1. Rồi, bây giờ các bạn quan sát trên màn hình cho cô nè. À, trên màn hình các bạn thấy đây là hình nốt đen đúng không? À, hình nốt đen này. Đây là hình nốt móc, móc đơn và đây là dấu lẳng, lẳng đen. Rồi các bạn cứ tắt cam từ từ, là cô đang quay mà các bạn cứ tắt từ từ như thế là nhìn mô hình rất là xấu. Bật lên chứ sao nó cứ tắt dần vậy? Học là phải bật cam lên chứ. Rồi ta nhìn tiếp cho cô nè. Hình nốt đen. À, đây là hình nốt đen. Rồi, bằng hai nốt móc đơn. À, hay ngược lại, hai nốt móc đơn thì bằng một nốt đen. Nhớ chưa nào? À, rồi đây là móc đơn viết rời các bạn nè.
móc đơn viết rời. Còn hai móc đơn này thì Việt đang viết rời, còn hai móc đơn này là viết liền đuôi nhau. À, nó đều có trường độ như nhau hết, cũng là móc đơn nhưng mà cách viết khác thôi. Cách viết này là viết chung đuôi, à, tức là liền đuôi với nhau thì phải đối với nhau bằng một cái tên này này, gọi là hai nốt móc đơn. Còn hai móc đơn này là viết rời ra nhá. À, đây là các bạn nhớ cho cô cái hình nốt đen, hình nốt móc đơn và dấu lằn đen. À, ta học từ tiết trước và ở tiểu học cũng học rồi, cô nhắc đi nhắc lại để các bạn nhớ ha. Rồi, nói ngược lại, hai móc đơn thì bằng một đen nha. À, rồi bây giờ ta sẽ nhìn tiếp đến mục thứ hai là cách đọc và gõ tiết tấu. Vậy thì các bạn quan sát đi. À, trên màn hình nói gì nè, nốt đen đọc là gì? Ta. Dấu lặng đen không đọc nhưng vẫn vỗ tay theo giá trị thời gian của nốt đen. Theo đúng với giá trị thời gian của nốt đen, nốt đen mà một phát thì dấu lặng đen cũng một phát. Nhưng mà khi đọc thì ta không đọc, phải có cái dấu x thế này ha. À, ở dưới này cô chú thích rất là rõ này. À, đây là nhịp 2-4. Rồi, đây là nốt đen, đây là lặng đen, đây là hai nốt đen. Vậy bây giờ các bạn nghe cô thực hiện, sau đó ta sẽ tự thực hiện nhé. Nghe này. Ta, ta, ta. Rồi, các bạn nghe lại này. Ta, ta, ta. Rồi, bây giờ bạn nào thực hiện được? Các bạn nào nữa nào? Quay đi quay lại, có mấy người này có điểm hết rồi, nhiều điểm quá chừng luôn. Rồi cô mời bạn khác đi. Bạn Thiên Thương nào. Thiên Thương ơi. Thiên Thương đọc, à làm đi con. Ta, ta. Đúng rồi, bạn Thiên Thương làm đúng rồi ha. Rồi bạn khác nè. Bạn Ngọc Trâm nào. Ngọc Trâm. Ta, ta, ta. À, Ngọc Trâm cũng thực hiện được rồi đúng không? Rồi, có bạn nào làm được nữa không? Bạn bạn gì nữa nhỉ? Thôi, giờ gọi một người khác đi. Mấy người này có điểm hết rồi. Còn người khác đi. Bạn anh Duy nè, Chu Anh Duy. Chu Anh Duy làm được không? Chu Anh Duy làm đi con. Chu Anh Duy ơi. Rồi, chú Anh Duy ở đâu nhỉ? Tín hiệu không nghe nhỉ? Rồi, cô mời bạn khác đi. Nguyễn Tài, Phước Đất Kê. Hả? Anh Duy hả? Ta. Đúng rồi, anh Duy làm đúng rồi đó. Rồi, bạn Phước Đức nào? Lúc nãy em làm cô. À, cái này Phước Đức làm hả? Dạ. À, anh Duy làm được không? Chú Anh Duy. À, chú Anh Duy. À, chú Anh Duy không có thấy tín hiệu nè. Rồi, về bàn khác nha. Mấy bạn trên đây là bạn nào cũng có điểm hết, chứ có mấy bạn dưới không có chịu xung phong gì hết. Bạn Ngọc Trâm nào. À, Ngọc Trâm làm rồi. Cô tắt mic. Các bạn tắt mic đi. Rồi, cô mời một bạn khác đi. Một bạn Mỹ Duyên nào. Mỹ Duyên ơi. Mỹ Duyên bật mic lên thực hiện nào. Rất là dễ luôn ha. Để tên cô là ta, ta, ta. Đúng rồi, Mỹ Duyên cũng rất là giỏi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe tiếp mà tiết tấu khác nha các bạn nhá. Chú ý cho cô này. Rồi các bạn chú ý. Nốt đen đọc là ta, nốt móc đơn đọc là ti, đúng không? Rồi trên đây ta thấy này, ta, ta. Rồi đây là nốt đen hết, mà hai móc đơn này thì bằng một đen. Về cái tốc độ của hai đơn này này phải đọc cái bằng kịp bằng một đen. Bây giờ các bạn nghe cô làm này. Ta, ta, ti, ti, ta. Được chưa? Nghe lại. Ta, ta, ti, ti, ta. Rồi, bạn nào làm được? Rất dễ luôn ha. Rất dễ luôn. À, bạn nào làm được nè, rất nhiều cánh tay giơ lên, các bạn rất là tích cực ha, à, rất là giỏi này. Rồi những người này, những người có điểm hết trơn thôi, để
Để xem có ai thương mời mà chưa có điểm không? Bạn Quốc Tuấn nào? Bạn Quốc Tuấn ơi. Dạ thưa cô là ta ta ti ti ta. À em làm lại từ từ thôi. Quốc Tuấn làm lại từ từ thêm. Cô là ta ta ti ti ta. Đúng rồi, giỏi. Quốc Tuấn cũng rất là giỏi. Bạn khác nha. Bạn khác này. À bạn bạn nào không giơ tay cô mới hỏi. Giờ phải hỏi người không giơ tay. Bạn à Bảo Khang nào? Bảo Khang ơi. Bảo Khang. Bảo Khang à. Lớp này có mấy Khang? Mấy nhanh. Có mấy Khang? Ở lớp này có 2 Khang. À, nhà bạn Bảo Khang thực hiện cái. Làm được không? Rồi. Tín hiệu của Bảo Khang không có nghe, thôi mình bạn Mai Trang đi, Ngô Mai Trang. Ta ta ti ti ta. Giỏi, đúng rồi, rất là chính xác ha. À đó là cách đọc và gõ chữ tấu, hai cái mẫu chữ tấu vừa rồi ta đã thực hiện. À tất cả các bạn đều làm được hết, đúng không? Bây giờ ta nhìn tiếp các bạn nè. Ta nhìn tiếp nha. Gõ đềm, thực hiện gõ đềm ha. Rồi đây là đe này, đây là đe này, đây là hai móc đơn. Vậy khi ta thực hiện như thế nào? Ví dụ như ta sử dụng nhạc cụ gõ thì ta có thể dùng thanh sắt hoặc là trống. Bây giờ ta đang học giãn cách, ta có thể chưa có cái này cũng được, không sao đến trường ta tính. Bây giờ ta dùng tay thôi, ta vận động cơ thể để đềm cho bài hát mùa khai trường. Cái bài của tiết đầu tiên ta học á ha. Vậy ta hát này, mùa thu sang, ta vỗ tay vào từ sang, vỗ tay vào từ mùa. Còn từ trường á, từ trường ở dưới đây là thực hiện gõ. Thì vận động cơ thể thì hai cái bàn tay của ta này đặt lên đùi cũng được mà lên vai cũng được nhá, lên vai cũng được. À nhưng mà nhớ là hai cái móc đơn này có một cái từ trường này thôi. À cái từ trường này ha. Rồi chỉ từng thì ta lại dậm chân xuống. À các bạn nhìn cô có làm được không? Thử thật, thử nè. Bây giờ các bạn nhìn cô làm, cô nhìn cái màn hình nhá. Mùa thu sang là mùa khai trường. À, từng dịch chân này, từng, à, mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố kia, à, giờ là dẫm chân nữa nhá. Vậy có 5 cái động tác mà ta phải làm này, hai phách ở trên bàn tay này, rồi ở trên tay vỗ với nhau này, còn hai cái móc đơn này á, là từ trường, thì ta lại vỗ lên vai hoặc lên đùi, à, rồi. Tiếp theo là cái phách này ta dậm chân. À, rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn ta sẽ ứng dụng vào hai câu nhá. À, các bạn nhìn này. Nhìn lên màn hình đi. Đây, mùa thu sang là mùa khai trường. Đây, từng là dậm chân xuống này. Bước chân vỗ tay rồi ràng vỗ tay. Phố hai tay đặt lên vai hoặc lên đùi. Rồi kia dậm chân xuống. Rít vỗ tay, bày vỗ tay nhỏ. À, hai tay đặt lên vai hoặc là đùi. Rồi, với dẫm chân. Rồi, quàng vỗ tay, thắm vỗ tay. Tương tự như vậy. Cứ 5 cái động tác này mà liên tục hết cả bài hát. À, các bạn thử từ đọc có được không? Thử ha. Thử nhìn rồi thử làm coi. Thử làm ở nhà thôi. Ờ, nếu ở trường thì cô sẽ chỉ các bạn. Các bạn sẽ làm dễ hơn là vì cô chỉ cụ thể. Ha. Còn bây giờ đây thì là giãn cách thì cô chỉ qua màn hình, cô chỉ qua nếu các bạn mà thực hiện được thì nó rất là giỏi rồi đó, rất là giỏi. Chúng ta có thể nha thử tập này. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố kia, ríu rít từng bầy chim nhỏ với khăn quàng đỏ thắm trên vai. À như vậy đấy chưa. Bây giờ các bạn tự tập nhá. Ở nhà tự tập. Bây giờ bạn Minh Anh có làm được không? Thể ngồi lùi xa ra và làm đó. Minh Anh, lùi xa ra cái camera để nhìn thấy nè. À, lùi cái ghế ra cũng được để nhìn nè. Em ngồi ngang luôn được cô, tại cái ghế làm sao nó chặt nó. À, cũng được. Thầy Minh Anh thử làm nha. Dạ. Mùa thu. À, lộ. Mùa thu. Cô vỗ.
Vỗ từ 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 sang, bởi vì mùa thu là cái nhịp lấy đà, ta có thể vỗ từ sang nào, làm lại nào. Mùa thu sang ta mùa khai trường, từng bước chân từng đàn trên phố kia diêu diết, từng bay chim nhỏ với thân quàng đỏ thắm trên vai. Rồi, bạn Minh Anh làm rất là giỏi, nhưng Minh Anh chú ý cho cô cái này này. Cái từ trường này á, là hai tay này không phải là làm một lúc, mà ta sẽ làm hai lúc, mà làm nó nhanh nè nha, chú ý lại nha. Bây giờ nhìn này, nhìn lên màn hình nhìn cô làm nhé. Nhìn cô làm này. Bài thực hành cô làm này. Vậy là Minh Anh rất là giỏi rồi đó, làm được như vậy là rất là giỏi rồi. Chú ý nhá. Vậy là các em vừa nghe xong và quan sát cái hình ảnh minh họa của cô đã thực hiện đúng không? Vậy thì có thể là nhiều bạn sẽ làm được. Đặc biệt là cô thấy bạn Minh Anh vừa nhìn qua một lần là bạn Minh Anh đã làm được rồi. Vậy thì các bạn sẽ về tập chất thuộc cái lời ca cho cô này. Phải thuộc hết bài hát mùa khai trường ha. Rồi tập vận động cơ thể đệm cho bài hát. Rồi phần âm nhạc trung học cơ sở cái này này, lên cái kênh này các em này, có cái bài tập vận động của cô, có cái bài đơn là các bạn nhìn là sẽ thực hiện được luôn, và đặc biệt là sẽ tải cái bài hát này về, để nghe cho nó thuộc lời ca, và có nhạc đềm ở trong đó, nhạc beat thôi, ta nghe riết là ta sẽ vô nhịp được và sẽ hát được và tập minh họa cái bài này ha. Rồi đọc bài và đọc nhạc số 1 để hôm sau ta kiểm tra thực hành các bạn nha. Khi các em tải về, các em hát ở bên đó, các em thực hiện ở bên đó thì ta mở nhạc ở bên nhà mình á, ta hát nó hòa âm thanh cùng với nhau thì nghe nó rất là hay. Nhưng bây giờ có mở ở đây và các em ở bên nhà các em thì cái quá trình nó truyền tải nhạc đến các em á, là cái do cái nó xa này, cho nên là âm thanh hòa quyện nhạc một nơi hát một nơi thì nó không hay quá. Vậy thì cô nhận xét buổi học hôm nay các bạn rất là tích cực, học rất là hăng say phát biểu này, thực hiện tốt này, cô rất là vui và cảm ơn lớp đã cho cô một tiết học rất là phấn khởi, bởi vì các bạn phải nói là cực kỳ giỏi đấy. Nhiều bạn có điểm đúng rồi, từ tiết sau ta cố gắng ta sẽ lấy điểm nữa nha. Bây giờ cũng hết giờ rồi, cô xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và học tốt các bạn nhé. Rồi, cô chào cả lớp nha. Xin chú ý tất cả chào cô. Giỏi, ngoan. Cô tạm biệt.